trẻ em ngon nhất Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có hai cặp đôi người chơi mà thôi. Họ thực sự đã rất là xuất sắc. Một cặp đôi là cậu và cháu gái, một cặp đôi là hai anh em. Cả hai cặp đôi đều có những thế mạnh riêng của họ. Trong vòng tỏa sáng này họ sẽ thể hiện như thế nào? Hãy cổ vũ hết mình cho hai người chơi nhé. Ở vòng này thì vai trò của những khán giả có mặt tại trường quay cực kỳ quan trọng. Ngoài số điểm mà họ sẽ nhận được từ ban giám khảo thì sẽ có phần chấm điểm của 100 vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Cho nên quý vị khán giả ơi, sẵn sàng những chiếc điện thoại trên tay để lát nữa chúng ta sẽ cùng bình chọn cho hai cặp đôi người chơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi đầu tiên trong vòng thi thứ 3. Cảm ơn hai cậu cháu. Ban giám khảo thấy hai cậu cháu ở vòng thứ ba này họ đã thể hiện như thế nào ạ? Xin mời chị Thăng Bình. Thật sự là Bảo bây giờ phát triển nhiều quá. Mình thấy là về giọng hát nè, rồi về những cái nội lực của mình, rồi những cái bản lĩnh của mình là Bảo đã khác nhiều so với cái thời mà ở còn ở trong nhóm nhạc lắm. Và mình cảm thấy rất là vui. Hy vọng là mình sẽ còn thấy gặp được Bảo nhiều trong những sân khấu lớn nữa, lớn hơn nữa. Bảo ơi, em từ khi tách nhóm em còn đi hát không Bảo? Dạ có ạ. Nhóm V Music của em sau một thời gian ngưng lại thì bây giờ em tiếp tục hoạt động và luôn luôn mong muốn là cống hiến cho tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn Thiên Bảo. Rồi cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Rồi bây giờ hai cậu cháu vào trong được rồi. Và bây giờ sẽ là tiết mục cuối cùng trong đêm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi anh và em, Ngọc Sang và Khánh Linh. Tôi đang thấy mình trôi đi thật xa, tôi không biết giờ tôi đang ở đâu, như trong giấc mộng bấy lâu. Và giờ tôi bước đi trên con đường tôi, và giờ tôi bước đi riêng một mình tôi, và giờ tôi thấy ánh sáng lấp lánh bên kia bầu trời. Để giờ tôi nhìn thấy chút nắng, chút gió, chút có hương mây,
giờ tôi bước đi riêng một mình tôi. Và giờ tôi thấy ánh sáng lấp lánh bên kia bầu trời. Để giờ tôi tìm thấy chút nắng, chút gió, chút có hương mây. Để giờ tôi tìm thấy bóng dáng lấp lao anh ngọt qua đời. Để giờ tôi tin rằng trên thế gian này chẳng có điều chi làm tôi gục ngã sau bao điều đã trải qua. Quá, họ đã nắm tay nhau và vượt qua đến vòng thứ 3 rồi. Cảm xúc của hai anh em bây giờ thế nào ở vòng thứ 3 này? Sang rất vui khi mà được nắm tay em gái mình như thế này và có thể lại nói một điều thôi là anh rất là thương em và yêu em. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bé Linh, nghe anh nói như vậy á, cảm xúc bé Linh thế nào? Em rất là vui. Và anh Diền vì là em gái của anh Sáng ạ. Cái hạnh phúc và cái say mê của hai em khi hai em trình diễn ca khúc này hôm nay, cho dù là có được giải cao nhất hay không, thì đây là một cái niềm hạnh phúc rất lớn mà hai anh em đã có được sau nhiều năm ít có cơ hội gắn bó và chia sẻ cùng với nhau. Phải một lần nữa cảm ơn gia đình Song Ca, là một cái nơi gắn kết yêu thương quá tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình có cơ hội đến gần với nhau hơn. Tự nhiên sau khi các em trình diễn xong, anh rất muốn nói một lời gì đó dành cho những người thân yêu của mình ở nhà, bày tỏ một cái điều mà từ nào đến giờ có thể mình còn ấp ủ, mình chưa dám nói. Thì đây là những cái động lực để cho anh hoặc là tất cả những khán giả khác khi xem xong sẽ cảm thấy yêu thương và trân quý hạnh phúc gia đình mà mình đang có trong tay. Cảm ơn các em rất nhiều. Em xin cảm ơn anh ạ. Giống như Nghĩa nói, Ly cũng chỉ nhìn vào cái cảm xúc, không nghe giọng hát nữa. Sang như là truyền cái cảm hứng cho em mình. Và đặc biệt là hay một cái là tuy rằng hai anh em, nhưng khi diễn, cái giao lưu, cái ánh mắt của Linh chị thích lắm, mà không phải ai cũng có thể làm được. Chị có cảm giác là em truyền cảm hứng cho Linh, và càng ngày Linh có vẻ chắc lẽ sau cuộc thi này Linh sẽ thích hát lắm luôn. Em cũng mong muốn là gửi một cái lời cảm ơn đến chương trình Gia đình Song Ca đã cho em và em gái em có cơ hội được đứng trên sân khấu này. Đây là một cái món quà mà quý giá nhất trong cuộc đời của em. Cảm ơn hai anh em. Thực sự là chương trình Gia đình Song Ca phải cảm ơn hai anh em mới đúng, vì hai anh em đã mang đến những tiết mục tuyệt vời như vậy. Và cũng như cảm ơn tất cả những người chơi đã đến đây để hòa chung giọng hát và họ gắn kết yêu thương. Thưa quý vị khán giả, vậy là chúng ta đã khép lại phần thi của hai cặp đôi trong vòng thứ 3. Và hãy cùng thư giãn trong ít phút, trong lúc ban giám khảo sẽ tổng kết số điểm cuối cùng dành cho các cặp đôi. Thiên Bảo và cháu gái Tuyết Nhi, họ đã đến với vòng thứ 3 này bằng sự tự tin, bằng tình yêu thương của một người cậu dành cho cháu của mình. Còn Ngọc Sang và Khánh Linh thì hai em đã chinh phục tất cả mọi người, không chỉ bằng năng lượng, bằng giọng hát, mà còn là sự kết nối, sự thấu hiểu giữa anh và em
sau nhiều năm xa cách. Họ xứng đáng nhận được những số điểm thật cao từ ban giám khảo. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với số điểm dành cho cậu và cháu. Giám khảo Trịnh Thăng Bình. Chín phẩy năm. Xin mời Yến Nhi. 9,5. Cô Cẩm Ly. 9,5. Thì giám khảo đại diện. 9,5. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho hai anh em. Giám khảo Trịnh Thăng Bình. 10. Bây giờ sẽ là số điểm từ giám khảo Yến Nhi. 10 điểm. Số điểm từ chị Tư Cẩm Ly. 10. Giám khảo Đại Nghĩa. 10 điểm đó quý vị. Điểm tổng của hai cặp đôi như sau. 38 chính là số điểm của hai cậu cháu Thiên Bảo và Tuyết Nhi. Và 40 chính là số điểm của hai anh em Ngọc Sang và Khánh Linh. Mong rằng là tất cả những vị khán giả đang có mặt tại đây, chúng ta sẽ có sự suy nghĩ thấu đáo nhất, cân nhắc để đưa ra những lượt bình chọn của mình dành cho hai cặp đôi của chúng ta. 100 vị khán giả có mặt tại trường quay sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Kết quả cuối cùng, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Tám mươi điểm là điểm tổng của Tuyết Nhi và Thiên Bảo, và 98 điểm chính là điểm dành cho hai anh em Ngọc Sang và Khánh Linh. Mời ban giám khảo cùng lên sân khấu để chia vui với hai cặp đôi của chúng ta. Giải nhất của chương trình xin được trao cho cặp đôi Ngọc Sang và Khánh Linh. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng sẽ được hai giám khảo khách mời trao cho cậu và cháu. Chị Cẩm Ly ơi, đã đến lúc chúng ta phải trao cúp rồi. Bên cạnh phần thưởng trị giá 30 triệu đồng dành cho hai anh em thì đây sẽ là chiếc cúp kỷ niệm của chương trình. Xin chúc mừng. Và xin mời Nhi hãy trao cúp cho cặp đôi giải nhì của chúng ta. Chúng ta đã tìm ra được giải nhất của gia đình Song Ca ngày hôm nay. Xin được cảm ơn hai cặp đôi người chơi ở vòng thứ 3 này, cũng như tất cả những cặp đôi người chơi đã đến với chương trình Gia đình Song Ca. Và cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì quý vị đã luôn theo dõi và cổ vũ cho chương trình. Chúng tôi mong rằng là sẽ luôn được gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Gia đình Song Ca do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty giải trí sắc màu Color Entertainment thực hiện. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Cái tinh thần bài hát á thì hai mẹ con làm ra lắm. Đúng là giống như là tôi đang đi giữa biển Vũng Tàu, tôi thích đi tắm nắng, tôi thích chơi, tôi thích vậy đó. Tôi thích cái gì là tôi làm nấy thôi. Hai mẹ con còn là phả chiến tàn bồng hát banh nóc. Cặp mẹ con chất nhất quả đất đây rồi. Mời quý vị đón xem tập 5 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ bởi VPMilk, nhãn hàng IQ Lux Pro, vì ngon bé nào cũng thích.
gia đình song ca, người gia đình chúng ta kết hợp để tạo nên sự khác biệt. Gia đình song ca, gia đình song ca, nơi chúng ta thể hiện ca hát và có những trận chiến quyết liệt. Gia đình song ca, gia đình song ca, người gia đình chúng ta kết hợp để tạo nên sự khác biệt. Gia đình song ca, gia đình song ca, nơi chúng ta thể hiện ca hát và có những trận chiến quyết liệt. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.